con trai lớn. chuẩn bị lập gia đình, tạo dựng cái một cái tổ ấm mới, phải trưởng thành lớn và lo cho tổ ấm của mình càng ngày càng tốt hơn. Cùng nắm tay nhau để bước tiến bước, đường trong gai phía trước còn rất là nhiều. Con cảm ơn bà mẹ đã lo lắng nuôi dưỡng con ngày hôm nay, đã nuôi dưỡng con thành người. Thành người là tốt rồi. I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, oh, oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles, circle of fools. Whatever we will means got nothing to prove. But in the dark, I'm starting to. Whatever they call us, whatever they'll do, we're running together. Gia đình là cũng chấp thuận là coi như là để họ cho trai đừng mang sinh lễ vào để chuẩn bị làm lễ. See your face, your mouth looks like mine. Pretend to dream, surrounded by ghosts in white. And nothing belongs to you in life. Qua thời gian tìm hiểu của hai cháu và hai cháu Khải Như với lại Minh Khải quyết định mà đi đến hôn nhân, thì hôm nay là chúng tôi đi đại diện cho gia đình con trai mang cơ tròn và sứ lễ đến để xin họ nhà gái là cho phép được là làm lễ đính hôn cho cháu Khải và Khải Như, xin là bên nhà gái chứng kiến và đồng thuận cho hai cháu nên vợ nên chồng. Xin cảm ơn. Felt the way we did back when we were dumb and younger. It's been a while since I looked into your eyes and saw starlight, bold bright colors. Yeah, when I'm down, when I'm dry. No one else. Là con dâu của gia đình rồi đấy. Cheers.